nó sẽ trải nghiệm cái bản thân em, chẳng hạn như là học được chẳng hạn là về cách kỹ chiến thuật thì nâng cao hơn, đúng không? Với lại thể lực thì cũng theo vậy thôi, bởi vì Hàn Quốc thì nó cũng không khác gì nhiều, nó chỉ đá va chạm mạnh hơn nhiều so với Việt Nam, nhanh hơn so với Việt Nam thôi. Còn về các kỹ thuật cơ bản về cầu thủ thì họ không có nhỉnh hơn Việt Nam nhiều. Dạ, theo bản thân em thì em không nghĩ là em khó khăn ở đó, bởi vì ở đó thì chẳng hạn như là môi trường tập luyện thì cũng tương đối, ăn uống đi lại thì cũng đâu không có khó khăn. Thì thầy với trò thì khi mà gặp nhau thì cũng chào hỏi với lại là động viên thôi, và cũng gửi tới một số lời khuyên là luôn luôn cố gắng. Em băn khoăn thì em cũng chả băn khoăn gì, bởi vì mình khi mà đi ra được nước ngoài thì mình học được rất nhiều thứ, và mình được trải nghiệm cái môi trường bóng đá ở đó thì mình cũng rất là vui thôi. Vậy nên là mình, theo bản thân em thì em mình phải tìm được chẳng hạn là làm sao mà tìm được môi trường nó hợp nhất với mình. Bởi vì để cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài để mà hòa nhập được môi trường bóng đá ở nước ngoài thì rất là không phải là dễ, nên mình phải cố gắng để hòa nhập được tốt nhất thôi. Còn bản thân về kỹ chiến thuật hay là thể lực thì theo Phượng nghĩ thì đó không phải là một vấn đề gì với cầu thủ Việt Nam bây giờ. Thì để rút ra được kinh nghiệm tốt nhất thì Phượng nghĩ là mình phải chuẩn bị cho mình một thể lực thật tốt và ý thức về bản thân hơn, tập luyện chăm chỉ. Và bởi vì cầu thủ Việt Nam họ có thể cũng tốt, nên là mình phải bù vào đó là tập về body, tập về tập gym nhiều và phù hợp, tập gym nó làm sao nó phù hợp cho môn đá bóng. Thì em cũng có tới Bỉ một lần rồi, và cũng có đá giao hữu một số câu lạc bộ bên đấy rồi. Nên là thì chắc chắn bóng đá ở châu Âu thì họ sẽ nằm ở cấp khác rồi, chứ không phải ở châu Á. Mẫu cầu thủ của Lukaku với mẫu của em nó khác nhau, bởi vì họ là một cầu thủ to thì để tốt, còn em là một cầu thủ nhỏ, nên là cái phong cách chơi bóng nó khác nhau. Nên là thế. Tiếng Anh của em thì cũng không phải là tốt, nhưng mà đủ để học tiếp. Nhưng mà tiếng Anh chắc chắn sẽ tốt hơn bên Hàn, bởi vì bên Hàn ít người nói tiếng Anh, và hầu như là họ nói tiếng bản địa của họ, nên là sang Bỉ người ta họ nói tiếng Anh, em nghĩ em sẽ giao tiếp với giữa các cầu thủ sẽ tốt. Thì các cầu thủ trẻ thì Phượng cũng không phải là một người lớn tuổi trải nghiệm qua nhiều, nhưng mà với những gì đã trải nghiệm trong thời gian rồi thì Phượng chỉ muốn là các cầu thủ trẻ bây giờ phải cố gắng, nói chung là về tập luyện luôn luôn tập luyện đến 100% sức của mình nhất. Thứ hai là về ý thức về bản thân hơn, chẳng hạn như là mình yếu cái gì thì mình tập cái đó, và tốt nhất là cái điểm mạnh của mình như thế nào thì mình phải trau dồi, và mình phải sử dụng cái điểm mạnh của mình thường nhiều hơn. Bởi vì điểm yếu thì rất khó để khắc phục, nhưng mà điểm mạnh mà để mà phát triển lên thì bởi vì mình đã có nền tảng rồi, mình phát triển lên dễ hơn. Vậy nên là mình phải biết được là điểm mạnh của mình là gì, và mình phải phát triển cái điểm mạnh của mình. Còn điểm yếu thì cứ từ từ mà khắc phục thôi, chứ không cần phải cố gắng. Kiểu luôn luôn là biết tên cơ thể của mình, chẳng hạn như là chất dinh dưỡng chẳng hạn, ăn uống ngủ nghỉ chẳng hạn, nó cũng là rất là quan trọng. Bởi vì một cầu thủ để mà hồi phục nhanh thì nghỉ ngơi là rất là quan trọng, mà khi mà nghỉ ngơi tốt thì chắc chắn khi mà ra sân thì người ta sẽ đủ sức khỏe để tập luyện 100% sức của mình. Và nếu mà có cơ hội thì cứ học tiếng Anh, bởi vì khi mà học tiếng Anh được rồi thì các bạn sẽ có khả năng, nói chung là sẽ tốt hơn cho mình. Thứ hai là
nhỡ mà các bạn có mong muốn được đi nước ngoài thi đấu thì tiếng Anh đó là một cái ngôn ngữ để mà các bạn giao tiếp với tất cả mọi người tốt nhất. Thì bạn Phượng cũng đã từ trước giờ đã rất là mong muốn để đi nước ngoài và cũng đi 2 lần rồi. Mà mình bản thân Phượng thì không phải là không cố gắng, mà Phượng cũng đã rất là cố gắng hết sức mình rồi, nhưng mà vẫn chưa làm được gì cho bản thân, cũng như là nên là Phượng rất muốn là làm cách nào để mà thể hiện được bản thân của mình tốt nhất, giới thiệu cho mọi người biết là trình độ của bóng đá Việt Nam không phải là một đất nước bóng đá yếu, mà mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và hy vọng rằng là đợt này sẽ mang lại may mắn cho trước giờ mọi người cũng Phượng cảm nhận thì mọi người cũng rất là quan tâm Phượng, thì Phượng cũng chỉ biết nỗ lực hết sức mình thôi, không có, đó là một con đường và luôn suy nghĩ tích cực, với lại là luôn nỗ lực hết mình, bởi vì đó là một con đường duy nhất để mà mình vượt qua tất cả thôi, chứ không có, nên là mình hy vọng Phượng sẽ làm được một cái gì đó cho bản thân Phượng cũng như là cho Việt Nam. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.